Chào các anh chị và các bạn nha. Lâu lắm rồi Dương mới lại quay trở lại diễn đàn. Thì hôm nay khi trở lại thì mở trễ như vậy không anh? Tại giờ này Dương mới rảnh thì Dương mới like anh. Thì thứ bảy mà ngày mai chủ nhật nữa. Với chia sẻ các bạn giống như trong cái tiêu đề của Dương ghi. Giờ cái tiêu đề của Dương đưa lên thì có nghĩa là thật ra thì một cái này nó không phải là mới, nhưng cái vấn đề này nó đã tồn tại cũng cách đây cũng đã có vài năm trở lại đây đã có. Nhưng mà cái vấn đề ở đây thì các anh chị trên cộng đồng mạng mình chắc có lẽ cũng một số người họ chưa biết về cái vấn đề mà Việt Nam của mình khi bắt đầu hội nhập ở quốc tế, bắt đầu có những cái thương hiệu của Việt Nam mình bắt đầu là vươn tầm thế giới. Thì những cái thành phần cơ hội hay là những công ty nước ngoài họ rành về pháp lý thì họ có những cái bước đi trước chúng ta, họ mạo danh những cái sản phẩm mà gọi là có tiếng của Việt Nam trên cái thương trường quốc tế. Thì đến hôm nay thì các anh chị cũng biết rồi, cái vấn đề gạo của chúng ta là xuất khẩu đến bây giờ là cũng là một trong những nước xuất khẩu gọi là hàng đầu của thế giới. Thì cái sản phẩm gạo do cái nỗ lực của bên những cái giáo sư tiến sĩ, bên những người làm về nông nghiệp, họ cũng đã cố gắng đưa ra cái sản phẩm chất lượng. Mà thật ra cái vấn đề này Dương cũng đã có chia sẻ về cái vấn đề gạo ngon của Việt Nam rồi. Thì năm 2019 thì Việt Nam có đưa đi tham gia cái hội thi là gạo ngon nhất thế giới. Thì Việt Nam cái sản phẩm gạo XT25, có nghĩa là viết tắt của chữ Sóc Trăng, thì gạo này là do ông tiến sĩ Hồ Quang Cua, ông này là ổng là người nghiên cứu ra và thành công ở cái gạo ngon của 2019 và đạt cái giải cao nhất, có nghĩa là gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Thì qua đó cái thương hiệu gạo á, bắt đầu là nếu em nhớ, tại vì cái số liệu thì em không có nắm rõ, nhưng mà bắt đầu khoảng 5 năm trở lại đây thì bắt đầu là Việt Nam đã có những cái bước chuyển mình từ cái vấn đề mà chuyển xuất khẩu gạo số lượng sang chất lượng. Thì cái vấn đề chất lượng gạo Việt Nam được nâng tầm, và từ cái đó giá cả xuất khẩu gạo nó cũng đã gọi là tương đối cao. Và hôm nay thì có những cái sản phẩm Việt Nam khi xuất khẩu toàn là đạt trên 1.000 đô một tấn. Thì qua đó mình mới thấy được là gọi là cái nông nghiệp Việt Nam của mình họ họ có những bước tiến như thế nào, đúng không? Thì qua đây cũng một sẵn luôn á, cũng là báo cho mấy các anh chị á, những cái người mà Việt mà ở hải ngoại, mà những người mà luôn chê Việt Nam là lạc hậu, không có phát triển rồi này kia, thì các anh chị cũng hãy cố gắng ăn cái hạt gạo á, ăn hạt cơm á, thì các anh chị cũng nhớ cố gắng tìm hiểu một chút xíu về vấn đề này, xem coi Việt Nam nó lạc hậu ra sao. Mà từ khi mà từ Việt Nam đói kém cho đến bây giờ, đến thừa thải gạo, mà đến bây giờ cái xuất khẩu, mà xuất khẩu bây giờ tầm gọi là đứng gọi như top đầu trong ba nước của thế giới, luôn luôn là nằm trong top đầu ha. Các anh chị cũng thêm một cái thông tin, các anh chị cũng gọi là để ý giùm chút, chịu khó coi Đài Việt Nam và chịu khó thu thập một chút thông tin, và chịu khó cái nào không nhớ bây giờ điện thoại thì smartphone thì có rồi. Các anh chị chịu khó quay lại rồi mình ngồi mình đọc ba bốn lần đi để cho hiểu ha, chứ đừng có nói là Việt Nam mà lạc hậu, Việt Nam còn thế này thế kia các kiểu ha. Thì các anh chị đừng có so sánh những cái vấn đề về về công nghiệp ha, mình so sánh về cái Việt Nam là thần nông mà, đúng không? Thì để quay trở lại thì hôm cái vấn đề gạo trước đó thì Việt Nam đã từng mất cái thương hiệu nước mắm Phú Quốc này, bánh tráng ba cây tre đó, đó là những cái sản phẩm Việt Nam đã vươn tầm thế giới mà bị người người ta chôm cái thương hiệu của mình rồi, kể cả khi trực cà phê Trung Nguyên nó cũng thế. Thì thật ra theo đuổi một cái vụ kiện về thương hiệu thì nó vừa tốn kém và vừa mất thời gian, đúng không? Thì không phải là đó không phải là một cái đơn thuần mà những cái doanh nghiệp hoặc là những doanh nghiệp vừa và nhỏ họ có thể làm được đó. Chính vì vậy thì cái qua cái sự việc mà gạo của chúng ta hôm nay mà bị một cái công ty của Mỹ họ đăng ký nhãn hiệu
thì khi Việt Nam mình chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ á, thì gặp phải vấn đề này. Thì mấy hôm nay thì trên những diễn đàn về nông nghiệp á, thì họ đang tranh cãi rất là dữ dội. Họ nói chung là mình bỏ qua cái yếu tố là ở cái góc độ là cái từ cái ông tiến sĩ đó cho đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về cái đăng ký nhãn hiệu độc quyền gạo. Tinh Huy anh Minh và bé Tinh Huy đó, thì để mình nói thêm để cho các bạn, mà các bạn đặc biệt là các bạn ở Mỹ cứ vỗ ngực là tại sao gọi là chê Việt Nam hay là những người văn minh hơn, mà tại sao phải đi mình phải đi chơi một cái nhãn hiệu từ một cái đất nước ăn cắp cái sản phẩm trí tuệ của một người khác. Ví dụ các bạn ở Mỹ các bạn hay chống Trung Quốc là gọi là nước ăn cắp công nghệ, đúng không? Mà tại sao bây giờ Việt Nam cái điều này các anh chị, sao các anh chị không để ý những cái điều này đi, các anh chị lên phản bác lại tại sao phải 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 ăn cắp cái thương hiệu như vậy, mà trong khi ở đó là ăn cắp cái sở hữu trí tuệ của người khác, đúng không? Các anh chị thường phản đối mà, thường phản đối Trung Quốc mà. Đây cái điều này xảy ra trên đất Mỹ và một doanh nghiệp tại Mỹ họ làm điều này. Đúng không? Nên các anh chị xem điều này, xem các anh chị xem, rồi các anh chị nhìn lại xem đó, cái nỗ lực của người nông dân ở Việt Nam ra sao, người ta cố gắng để xây dựng một cái thương hiệu Việt Nam mất thời gian bao lâu, các anh chị phải biết chứ, đúng chưa? Đó, thì hôm nay qua cái thật ra thì khi mình đọc thì mình có nghĩa là mình cũng hơi cảm thấy hơi gọi là bức xúc một xíu. Nó không phải là một cái điều đơn giản, tại vì nói ra nó đơn giản nhưng mà một trong một cái quá trình để mà mình đi mình đòi lại cái thương hiệu á, thì vừa kiện vừa chứng minh vừa phải thế này thế kia, thì không phải tiền là yếu tố quyết định là một rồi, kể cả công sức đi lại nó cũng không phải là ít, đúng chưa? Mà đặc biệt á, là Việt Nam mình thì cái vấn đề mà những người gọi là những người nông dân hay là những cái doanh nghiệp họ 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 còn lạ lẫm với cái những cái lực thương mại quốc tế. Chào anh Cầm. Đó, thì từ chỗ đó thì nó là một cái rào cản, rồi có thể là họ cũng không thể biết bắt đầu từ đâu. Ví dụ như những cái doanh nghiệp, có thể những cái doanh nghiệp nhỏ thì có thể người ta âm thầm người ta đánh mất luôn cái thương hiệu, đúng không? Còn ví dụ như những người mà có tiền như thương hiệu Trung Nguyên hay là thương hiệu nước mắm Phú Quốc, thì người ta nỗ lực, hay kể cả những cái doanh nghiệp khác, người ta cố gắng người ta sẽ đeo đuổi để người ta lấy lại cái thương hiệu. Chào Vũ Hùng Mạnh, đúng không? Còn cái, ví dụ như những cái doanh nghiệp người ta nhỏ đó, thì hôm nay đến vấn đề gạo, đúng chưa? Nhưng mà đâu đó các anh chị, có nghĩa là các anh chị những người nhìn về Việt Nam chê trách Việt Nam, các anh chị không hề để ý tới những cái chi tiết nhỏ hơn, mà những cái chi tiết nhỏ này nó không có nhỏ. Tại vì sao? Gạo các anh chị ăn hàng ngày, cơm các anh chị nấu hàng ngày, đó cũng là gạo xuất phát từ Việt Nam, đúng chưa? Đó, mà trong khi xuất phát từ Việt Nam thì các anh chị ít nhiều các anh chị phải lên tiếng để phản đối cái việc này. Các anh chị ăn được cái hạt gạo ngon tại Việt Nam, ví dụ cái thương hiệu gạo ST này, các anh chị sẽ thấy đó, đúng không? Thấy ở thị trường của Mỹ hay là thị trường của châu Âu, các anh chị nhìn thấy trong những siêu thị họ bán, đúng không? Bắt cái bây giờ các anh chị nhìn bước vào trong một cái siêu thị, các anh chị nhìn thấy một cái gói hàng à, lật ra cái thương hiệu Made in Việt Nam, các anh chị cũng thấy tự hào chứ, đúng không? Mình là người Việt Nam mình hàng Việt Nam mình được đi đó, đó này, đó là cái lòng tự tôn dân tộc, hiểu chưa? Nên mình bỏ qua, nó thật sự các anh chị những người mà gọi là mang tiếng gọi là nói về chính trị, thật ra các anh chị còn mù mờ, chị không hiểu, nhưng mà các anh chị không nhìn ra được những cái nỗ lực của người dân, những cái nỗ lực của doanh nghiệp hay những công ty. Đó là những người người ta nỗ lực từ cái bản thân, người ta nỗ lực từ cái sự tính toán, từ cái quá trình học hỏi của người ta. Thấy chưa? Mình nói một cái điều gì thật sự các anh chị cứ toàn là đòi hỏi cái sự xa xăm hơn. Chào Thanh Phong. Nhưng mà các anh chị không nhìn lại những cái gì mà nó thực tế gần xung quanh các anh chị, đúng chưa? Giống như hồi trưa này á, trên một cái diễn đàn, khi nghe anh Hoàng Tướng Bạch ở Đức, anh lên anh nói thao thao bất tuyệt, anh luôn luôn đòi hỏi chính phủ Việt Nam như thế này, chính phủ Việt Nam phải lo cho người dân thế kia, anh để cho một thằng Châu La Khải lên nó ngồi nó rao giảng cho anh về 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 thuế, anh ngồi anh gật gù anh tâm đắc anh nghe, nhưng mà thật anh đớt hiểu gì nó là cái gì, hiểu không? Mà anh thì anh lại đòi hỏi những cái quá tầm, còn nó thật sự không phải gọi là
gọi là không phải xem thường anh, nhưng mà thật sự anh cũng là gì, anh cũng là một người công dân, gọi là một người công dân, mình đến một đất nước Đức mình sinh sống, rồi anh mở ra một cái shop anh mini ở nhà anh kinh doanh thôi, đúng không? Nhưng mà cái tâm tính của anh, cái anh cứ nghĩ rằng anh ở đó là anh đã vượt tầm rồi, anh vượt tầm cả cái lãnh đạo Việt Nam rồi, bắt đầu anh ngồi đó anh đòi hỏi những thế này thế kia, đúng chưa? Đó, thật sự anh ví dụ như cái vấn đề gạo, anh sẽ tìm hiểu gạo là Việt Nam. Nếu như thật sự á, anh con người Việt Nam á, anh nhìn vào anh phải tự hào những cái điều gì, đúng không? Anh ngã mũ, anh thán phục những người trong nước họ như thế nào. Ví dụ anh cho rằng Đảng Cộng sản người ta kìm cặp khởi Việt Nam không vậy, nhưng mà những người dân, những người người ta dùng cái học hành của mình ta đóng góp được vào trong cái đất nước của Việt Nam này nó như thế nào. Còn các anh nó thật sự nói trong cái miệng chứ chả có thể giúp ích được gì, chỉ gây xáo trộn thêm vấn đề và dẫn dắt những con người ta kém hiểu biết đi đến cái vấn đề mà vi phạm pháp luật mà thôi, hiểu chưa? Nên á, ở đây chia sẻ các anh chị một cái điều này, có nghĩa là nếu như những con người dù ít dù nhiều, mình có thể nó thật nó nói cho anh chị à, những con người mình sống xa quê ai cũng có cái niềm gọi là thương nhớ cái nơi chôn nhau các rúng mình cả, đúng không? Nhưng các anh chị thích hay không thích cái gọi là chính trị á, đó là một cái yếu tố bên ngoài, một yếu tố riêng. Còn cái yếu tố ở đây là cái lòng tự tôn dân tộc của mình và cái lòng nghĩ cho 90 mấy triệu dân ở Việt Nam, đó là ở cái điểm này, đúng không? Dù các anh chị ví dụ như anh chị ra một cái, kể cả một bịch sữa tươi, các anh chị nhìn thấy một bịch sữa tươi, mình không ít nhiều thôi, mình tiêu thụ sữa tươi này để mình ủng hộ cái người dân Việt Nam, đó cũng là gì? Đó cũng là một cái tấm lòng, đúng không? Mình suy nghĩ được. Nhưng mà các anh chị luôn luôn đi ra thì đòi hỏi thế này thế nọ thế kia, đúng không? Nhưng mà các anh chị khi người ta có một cái gì xuất hiện ra thì đòi tẩy chay, mà luôn luôn á, nào là nghĩ về cho dân Việt Nam, nói cho để tốt dân Việt Nam, nói ở tốt ở chỗ nào, những cái hành động thiết thực thì các anh chị không có nhìn thấy, đúng chưa? Đến ngày hôm nay là cái vấn đề gạo này cũng vậy, đúng không? Giờ các anh chị thử bước ra vào siêu thị ở Mỹ mà bất chợt gặp một cái bao gạo mà để Made in Việt Nam mà cái tên gạo đó là ST25, mà các anh chị không nhìn được thấy cái xuất xứ tại Việt Nam thì gạo đó chắc chắn đã bị người ta nháy thương hiệu chứ không phải gạo xuất phát tại Việt Nam. Tại vì sao? Vấn đề này đang là vấn đề đang tranh cãi và bắt đầu đi đến kiện tụng để Việt Nam chứng minh được gạo đó là cha đẻ nó ở tại Việt Nam và người Việt Nam đang làm ra gạo đó, và cái công ty nào đang gọi là sở hữu cái thương hiệu đó, thì nếu cái lòng tự trọng của mình thì hãy trả về cho Việt Nam, trả anh bằng. Anh nói cho Đăng Huy nghe nè, Mỹ nó làm thương hiệu gạo Việt Nam thì gạo Việt Nam giá cao, đúng rồi, đánh dấu hỏi với dấu than đó là đúng rồi đó, đúng không? Chào Đông Lào. Có nghĩa là khi nó mạo danh thương hiệu rồi thì cái vấn đề đó, cái giá cao nó có phải đi kèm với chất lượng hay không, hay là chất lượng nó như thế nào, và cái chất lượng đó có phải xuất phát, cái gạo đó có phải xuất phát tại Việt Nam hay không, đúng không? Tại sao các bạn, các anh chị thường nói mà đều luôn luôn tìm hiểu, giống như cái thương hiệu xe VinFast cũng vậy, đúng không? Các anh chị mổ xẻ môi móc trong ruột trong gan đó, xem coi có phải Việt Nam không, hay là chỉ là cái thương hiệu thôi, còn những cái sản phẩm bên trong lắp ráp đó, thì gạo này nó cũng vậy, đúng chưa? Cái chuyện bán có giá, Việt Nam hiện tại bây giờ bán đã có giá rồi, Đăng Huy, chứ không phải là đợi tới khi Mỹ mới làm thương hiệu Việt Nam mới bán có giá, đúng không? Đúng rồi anh Hùng Đặng, thật ra thì họ nói chung là cái vấn đề đó theo cái suy nghĩ mình không phải là cái, nó cũng bình thường thôi anh, cũng chả có phải gì gọi là đao to búa lớn, hay là ở một cái nước trời Tây nó văn minh hay là thế này thế kia, do nhận thức con người hết thôi, thấy anh thôi anh.
đúng chưa? Đến hôm nay mà cái vấn đề hôm nay là vấn đề gạo Việt Nam mà đã nháy, đúng không? Mà vấn đề này tại vì sao? Có nghĩa là gạo Việt, cái thương hiệu gạo này á, là năm 2019 nó là một đoạt giải cái gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Chính vì thế một bộ phận không nhỏ họ đã chú trọng và họ đã đi gọi là đi trước Việt Nam một bước. Mà cái đó mình chỉ nói ở ở một cái góc độ nào đó thôi, chứ còn nếu mà để mình đi sâu xa hơn để phân tích thì cái nơi mà chấp nhận đăng ký cái thương hiệu đó cho một cái công ty khác á, thì trong quá trình tìm hiểu á, thì nó phải có vấn đề rồi nó mới như thế, đúng không? Có nghĩa trước khi anh cấp bản quyền thì anh phải đòi hỏi người đó chứng minh được bản quyền, mà chứng minh bản quyền nó như thế nào, cái gốc của nó từ đâu, qua quá trình nghiên cứu bao lâu và anh đạt cái gì thì anh mới đăng ký, đúng không? Chứ không phải đơn thuần theo cái kiểu như thế được. Thực sự ra mà nói, khi nói về cái vấn đề này thì trước những cái buổi live trước thì cái điều này Dương đã từng nói rồi. Cảm ơn nha anh Chuyển Chiêu, lâu quá mới gặp. Có nghĩa rằng là nông dân của Việt Nam mình hãy dần dần, có nghĩa là đã là hội nhập thì mình nên tìm hiểu, và đặc biệt là cái lực quốc tế nó như thế nào. À, có cái lực quốc tế rồi mình phải tìm hiểu. À, chữ ST là ghi tắt của chữ Sóc Trăng anh Đông Lào. Tào lao Đăng Huy, em cờm. Nói chung á, anh nói em nghe này, em cờm á thì em dần dần em phải thể hiện kiến thức, chứ em đừng dần dần em thể hiện một thằng thiếu kiến thức, nó nghe người ta đọc người ta buồn cười lắm, hiểu không? Tự nhiên là Việt Nam cứ mang thương hiệu Trung Quốc là chẳng ai dám xâm lược, mắc mớ gì phải cần phải mang. Quan trọng nhất bây giờ anh hỏi em nè, thằng kia nó dòm ngó vợ em không lo anh bảo vệ, anh kêu chỉ cần mang tên anh Bình Dương cái nó không dám vô nhà em rinh vợ em hả? Hả? Anh ví dụ vậy gần gũi dễ hiểu đúng không?